Xin kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là sau hơn một tháng thì hôm nay Hà Đăng TV lại quay trở lại với cây cầu vượt sông Hồng kết nối giữa Nam Định và Thái Bình trên tuyến đường bộ ven biển. Trên màn hình quý vị và các bạn đang xem là phía đầu cầu bên Nam Định. Hiện nay phía bên này thì nhà thầu vẫn đang tiếp tục thi công lan can cầu. Một nhịp đúc hẫng ở phía giữa sông phía bên Nam Định thì đã được hợp lòng rồi. Còn phía bên tỉnh Thái Bình thì cũng tương tự như vậy, hiện nay nhà thầu vẫn đang tiến hành đổ lan can cầu. Ở phía giữa sông thì hiện nay vẫn đang tiến hành đúc hẫng cân bằng các cái nhịp ở giữa. Đến thời điểm này thì chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là sẽ hợp lòng các cái nhịp ở giữa. Theo như dự đoán của Hải Đăng TV thì có lẽ khoảng 1 đến 2 tháng nữa thôi thì cây cầu có thể sẽ hợp lòng và thông xe kỹ thuật. Cây cầu này có thể sẽ giống như cây cầu Trợ Lý 2. Sau khi thông xe kỹ thuật thì có thể nhà thầu sẽ chưa hoàn thiện mà tạm dừng thi công để chờ đường. Cũng hợp lý thôi, bởi vì cầu làm xong mà đường chưa xong thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Như các bạn đã biết thì cầu vượt sông Hồng là một hợp phần của dự án đường bộ ven biển đi qua tỉnh Thái Bình. Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Tổng chiều dài toàn tuyến là 43 km. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.872 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương là 1.100 tỷ đồng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động khác là 1.593 tỷ đồng. Vốn nhà đầu tư BOT là 1.289 tỷ đồng. Toàn tuyến có 12 cây cầu, trong đó có 5 cầu lớn vượt sông Trà Lý, sông Hồng, sông Diêm Hộ, sông Lân 1, sông Lân 2 cùng 7 cây cầu chung nhỏ khác. Trong đó thì cầu sông Hồng có chiều dài là 1.400 m nối hai huyện Tiền Hải, Thái Bình và Giao Thủy của Nam Định với 27 nhịp, trong đó thì có 5 nhịp cầu chính ở giữa sông. Tổng vốn đầu tư của công trình cầu vượt sông Hồng là gần 1.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ năm 2019, sau 5 năm thi công thì hiện nay công trình vẫn chưa hoàn thành.